Đó. Mời anh em nha. Chào mọi người đến với Hồ Ly Yên Lập nha. Đây là lối vào Hồ Ly Yên Lập mọi người nha. Quá đẹp luôn. Trong này đúng theo câu nói là non nước hữu tình đấy mọi người ạ. Đẹp thật sự. Đồi núi chập chồng trùng. Ôi, cái tre kia có hoa. Ui, nó sâu tí trong này này. Đi mãi ngoài kia vào tận trong này mọi người nhá. Vẫn còn sâu thăm thẳm trong luôn. Mọi người nhìn thấy đồi núi hai bên thế nào. Quá tuyệt vời. Đây, đây, ô xe này. Đặt các không cho câu cá. Đúng không? Đấy gì? Đây là lối vào trại của anh em chúng tôi. Đây là lối vào trại của anh em chúng tôi. Rồi vào trong này thì không khí hậu, đi trên đường khí hậu rất là mát nhé. Mát. Mặc dù hôm nay trời khá nắng và nóng nhưng vào đây cảm giác vẫn lạnh lạnh. Lạnh lạnh vì nước nhiều, nước và cây nhiều. Toàn bộ hai bên người ta đều trồng quế hết mọi người nhé. Rất nhiều quế, vạn ngàn quế luôn. Chà. Rồi. Vẫn còn nữa. Vẫn rất là xa luôn. Đi vào, anh phải đi vào. Nếu bạn nào mà có ước muốn là một ngôi nhà tranh và hai trái tim vàng thì kia. Đằng kia có một ngôi nhà tranh và hai trái tim vàng á. À đây đằng này có một ngôi nhà tranh, còn trái tim vàng thì đang đợi những bạn nào có tâm hồn là một ngôi nhà tranh và hai trái tim vàng thì vào đây vào nhá. Đây. Một ngôi nhà tranh và hai trái tim vàng đây. Đẹp hồn luôn. Quá đẹp luôn. Về đi luôn. Đây là những rừng quế từ rất lâu rồi. Đây những cây quế rất to. Rồi quế này người ta khả năng phải cũng gần 100 năm rồi. Những cây quế thân trắng ấy. Cây rất to. Ui à. Có cả rồi, cả ạt rồi, cả mắc ạt. Ô trong này lại còn có đập nước gì nữa đây. Lúc này mưa không thể nào đi nổi thật. Mưa anh em ta vào đây thì đúng là không thể nào mà đi nổi luôn. Đó mà mưa ấy bảo mà đi đây thì chịu ấy nhờ. Đi làm sao được. Ui trời. Quá đẹp luôn. Càng vào sâu trong càng đẹp mọi người ạ. Càng đi vào rừng thì càng nhiều cái thứ bất ngờ để cho chúng ta xem. Để cho chúng ta phải đợi. Quá nhiều luôn. Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ kia. Cứ bình tĩnh nhá. Cứ bình tĩnh đi. Đi, sao lại đập nước à? Đập nước này chắc cá cũng có cá lâu năm rồi đấy. Phải đơn giản đập nước này không? Đập thế này. Hả? Đập thế là đập thế nè. Đập thế. Chắc cá là trong đập này, những đập này là cá rất lâu năm rồi. Không phải đơn giản đâu, vì sâu này không thể nào mà khai thác hết được. Đây mọi người thấy không? Đường đẹp không?
Chà, quá đẹp luôn. Mênh mông biển cả, đây gọi là đúng gọi là biển hồ trên núi đấy mọi người ạ, biển hồ trên núi, quá đẹp luôn. Càng vào càng thăm thẳm luôn. Ôi thì có những lúc mùa nước lên tận thế này đây như này thì nước đâu nhiều thế. Đây nước trong khe núi chảy ra này mọi người nè. Nước trong khe núi chảy ra mọi người nhé. Quá đẹp luôn. Bên kia có đường kìa. Đi được à? Đúng không? Đi được mới có đường đúng không? Ý, nước trong khe núi mọi người nè. Cá nằm kìa. Còn quá nhiều điều để khám phá luôn. Và tay lái cứ vững tay lái là được. Đẹp đây này. Đây mọi người thấy không? Những vách núi cao thăm thẳm như thế này. Để vào đây mà xe máy cũng được, đi xe máy hợp lý luôn. Cuộc sống trong này không dành cho những ai đi ô tô. Ôi hoa chuối rừng, ê chuối rừng. Ui măng này mọi người ơi, đây mới là măng nứa nhá. À đây là măng rang nhá. Rất nhiều măng. Nhưng mà hết mùa rồi. Giờ chúng ta sẽ đến với một vùng miền măng khác mọi người nhá. Rất nhiều rồi đấy không? Tuyệt vời chưa? Quá gặp cảnh. Ui những cây to, đây là những cây si, là cây đa to khủng khiếp luôn, quá đẹp luôn. Có thể nói 100 triệu một hát trong này cũng chẳng mua thôi. Không bao trăm nữa đâu. Đi này đúng không ạ? Ui mọi người, những con đường này đá núi treo leo treo về nó đẩy thế này mà mọi người ơi, mọi người mà có mua 20.000 đến 40.000 một cân măng mọi người cũng được chê đắt. Thì mọi người thấy con đường đi vào lấy măng như thế nào? Vào đây nó đưa mình hết bất ngờ này đến bất ngờ khác mọi người. Mọi người thấy gì không? Mọi người nếu mà mua 20.000 đến 40.000 một cân măng mọi người cũng được kêu đắt nhá. Thì nó quá xứng đáng với cái giá tiền để đi vào đây mọi người ạ. Vào đây thì đúng là tuyệt vời. Ở trong này thì đúng là không giao du với bên ngoài luôn. Gần như là cũng không có wifi, không có 3G và cũng mất sóng luôn. Mọi người nhìn những ngọn măng kìa. Không phóng gần là được cho mọi người xem những ngọn măng, những quả đồi măng, nguyên măng rang. Rất nhiều măng rang mọi người nhá. Rất nhiều măng rang. Thế là từ lúc mình đi từ ngoài đường vào đến đây thì nó cũng rơi vào tầm gần 1 tiếng rồi mọi người ạ.
Mà một tiếng nguyên đường rồi là mọi người biết rồi đấy. Nguyên đường như này thôi này. Đó. Trời mà mưa thì còn không đi được. Vào tận đây mà hái măng thì cũng là người mình thấy quá giỏi luôn, không phải đơn giản. Mình là mới chỉ đi một lần, người ta ngày nào cũng đi. Quá giỏi đúng không mọi người? Khỏe đúng không? Khỏe là phải là đi bộ nhiều. Sắp vào nơi mọi người ạ. Đi à. Đây là rừng sơn. Đây là cây sơn. Đây à, chào anh đấy á. À, vẫn chưa đến à? Ôi chà. Lên rồi không? Đúng rồi, đi vào cỏ này thông minh. Phải đi vào cỏ thì phải lên được. Em mà đòi mang được hai tải măng từ trong này ra là cũng phải khét đấy. Nha. Yeah. À ngay ra anh. Đi đường nào cũng được. À, đường nào cũng được. Đi đường nào cũng được. Đi đường nào cũng được. Chọn một đường đi. Số đỏ thì chọn đường dễ và số đen thì chọn đường khó. Nhưng mà đường trên trơn hơn đường dưới này á. Đây, đây là vết bánh xe nhá. Đấy, nó cứ thế này thôi. Ta đi được này. À, đây là ao đang có người nuôi vịt đấy nhá. Bây giờ đã đến nơi và chúng ta bắt đầu hành trình đi bộ. Đúng lắm. Cứ tòi đây này đắng đúng không? Thịnh Bình chưa? Đây là nơi anh em sẽ, chúng tôi sẽ ngừng dừng chân và nghỉ ngơi mọi người nhé. Đây là nơi sẽ dừng chân và nghỉ ngơi. Ôi mọi người thấy không? View phong thủy hữu tình chưa? Cầm chưa? Đây là khi đáng ngoài nhỉ? Ăn được quá, bán ăn được quá. Thế này của em 5 năm. Ừ. Ngọt luôn thật. Nghe ăn sống được. Ăn được mà. Ngọt lư luôn. Cải trời à? Lưỡi nai có. Nhưng mà lưỡi nai nó phải cái cây lá xẻ. Xẻ lá. Cây này làm thuốc đấy này. Băm làm thuốc này. Luộc ăn được đúng không? Bé vượt đầu hết rồi nhỉ? Ui dồi, bé này đã vượt đầu rồi nhỉ? Bé mà bọn chị bái nó phải được mấy lần này rồi? Nếu mà nhìn từ xa mà nó kẹp tán mà nó không thấy đất đâu ấy. Kẹp tán rồi thì nó phải tầm 5 mét. Bình cứ ghi đó.
cho tầm 2 mét. Nhưng mà mình chở lên ở trong trên kia có đủ 9 cánh chưa? Đâu? Trên đường rồi. Cái gì? Cứ đủ 9. Đâu? 2 quả. Đâu? Mày lên đây đi. Kia kia lại hái kìa. Ừ. Nhưng mà hình như cây đấy cũng ăn được. Trên đỉnh kia có hồ không? Hồ. Đá này của anh là đồng tiếp vô nhìn rồi. Tô tô có rồi. Đá này cứ bình múc đi nhá. Nơi đây cứ chạm chỗ này anh kìa. Ừ. Chạm một cái gỗ ấy. À, lúc về anh lại bắn này chúng bán này chúng đi chạy dưới. Mò nhuận cho đi để mua. Có gừng không anh? Hết. Nhiều người người ta không biết là gừng thời kỳ này nó lụi thế. Ở đây phong cảnh hữu tình, người đã thấy hữu tình chưa? Đã về rồi đã. Nó sống giống gì nữa? Giống thịt gà nước ạ. Giống thịt gà không? Cái này để nó dựa vào cây vỡ sống đi nhá. Ừ. Nhìn cũng ngon đấy. Chắc là cái này thì đang khi tao cụ sợ đụng quá rồi chỉ tay. Ngon. Ngon. Ngon ngon. Giòn, nhạt giòn, một giòn giòn. Mời anh em nha. Giòn. Ai đây cô? Ngon lắm.
anh ăn thì bình thường, sợ chú ăn chua. Lòng trong mềm hết nhá. Đu kiểu này nó ngon rồi. Kiểu cái kia ủ nó chưa đủ thời gian thôi. Nó chín rồi, đổ rồi, đỉnh. Thứ này làm gì? Này chứ. Bát cho mình phải cơm. Cái thứ ăn cơm nữa nhá. Rồi.